Thưa quý vị, vào tối 30 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thông tin, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể và đang tích cực tìm kiếm người còn lại trong vụ hai chị em dâu bị lũ cuốn trôi trên đường đi làm về sáng 30 tháng 10. Theo đó, đến khoảng 16 giờ chiều 30 tháng 10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nạn nhân là chị TTT. Hiện lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân còn lại là chị NTH. Trước đó vào khoảng 10 giờ sáng 30 tháng 10, chị TTT 33 tuổi và NTH 28 tuổi cùng ngụ ở thôn 12 xã Hà Linh trên đường từ trại gà về nhà. Về đến thôn 12 xã Hà Linh gặp suối nước dâng cao, hai chị em bỏ lại xe đi bộ qua suối thì bị nước cuốn trôi. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, người thân đã nỗ lực tìm kiếm. Sau khi tìm thấy một nạn nhân, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm người mất tích còn lại được biết hai nạn nhân là chị em dâu đều có hoàn cảnh khó khăn trong đó chị t có ba con nhỏ chị h có hai con nhỏ